tiếp tục xếp hàng nha các bạn. Dưới tem Đồng Tháp, dưới tem Chợ Mới. Phát bóng 0-0. Một pha đặt bóng lọt tay trắng của Tự. Điểm cho Chợ Mới 1-0. Một pha xử lý cổ tài quá tốt của Khang Phú Quốc. Hai đội đánh quá hấp dẫn. Có xe nào đang quạt anh? Một điều. Điểm một điều. La lên. Điểm 2-1. Một pha xử lý cổ tài quá tốt của Trung. Điểm cho Đồng Tháp 2 điều. Tiếng vừa đập bóng chạm tay trắng. Điểm cho Chợ Mới 3-2. Một pha đập bóng tốt của Trung. Cái banh nó rất là ngoài con kỳ quá. Đại lụm cho anh em ta chơi. Chung quýnh ghê quá. Mày đứng đó làm gì? Quýnh cho anh một à. Có nghe đứng đó làm gì? Có ở ngoài đi. Đằng này nè anh ơi. Chị anh có đó banh không? 3 điều. Mấy giờ anh thầy? Điểm 3 điều. Điểm 4-3. Trung vừa đập bóng né tay trắng quá tốt của Trung các bạn ơi. Điểm 4 điều. Tiếng vừa đập bóng, tiếng sang vừa đập bóng tốt các bạn. Tèm Cho Mới cũng không phần thua kém nha các bạn. Điểm 5-4. Một pha đấm bốn chạm tay trắng. Từ giờ đập bóng chạm tay trắng. Điểm cho Mới 6-5. Một pha xử lý ăn bát mọc của Tiến Sang. Điểm 7-5. Chung vừa đập bóng tốt. Điểm cho Đồng Tháp 6-7. Một pha xử lý ăn tay của Tự.
đã giúp đưa tem chào mới lên 86 và hai đội đang đổi bên các bạn. Tiếng vừa tự sát các bạn. Điểm 78. Thái vừa cũng vừa tự sát luôn các bạn ơi. Ê, bạn hiện giờ đang đâu? Hả? Hiện bạn hiện giờ đang đâu? Bạn của Hải hiện giờ đang ở tại sân bóng này. Đang ở ngoài kia hả? Khang vừa đập bóng chạm tay trắng. Điểm cho Đồng Tháp 89. Phát bóng ngoài. Điểm 08. Đập bóng ngoài. Tự vừa đập bóng ngoài. Thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra với tên chơi mấy các bạn. Thực sự không hiểu luôn. Điểm không đều. Một pha xử lý ăn lỗ của Tiến Sang. Điểm 1-0. Một pha đập đường bóng đường nghi quá tốt của Trung Đồng Tháp. Tự vừa đập bóng lọt tay trắng các bạn. Điểm cho mới 2-1. Một đập, một cú đập quá tốt của Tiến Sang. Một pha xử lý ăn lỗ cô Tiến các bạn. Quá tốt. Điểm 4-1 các bạn. Nếu mà không có điều gì xảy ra thì tem Đồng Tháp sẽ ra biên đông các bạn. Một cú kết thúc của Bảo Hiến. Tem Đồng Tháp ra biên đông các bạn.